Chào các bạn nè, hôm nay mình làm món măng mình nhận chua nha các bạn. Măng này mình bào ra rồi, măng này măng nhà nè các bạn. Mình ở nhà mình có trồng, mình bào ra mình ngâm muối rồi mình xả cho nhiều nước. Giờ mình ngâm rồi giờ mình nên xả nha các bạn. Mình xả nước ra rồi cho nhiều nước cho nó hết cái nhớt nha các bạn. Mình xả thì là nó không có đắng. Cái giờ mình để nước vo gạo vô mình ngâm. Mình cho ít muối vô nha các bạn. Rồi cái này mình ngâm qua đêm để cho măng nó trắng. Nó trắng mà nó không đắng nữa. Măng này mình ngâm nước vo gạo qua đêm rồi nha các bạn. Giờ mình chắt nước ra. Chắc nước vo gạo ra rồi giờ mình chế giấm vô mình ngâm nha các bạn. Chế một chén giấm. Rồi mình cho nước lạnh vô thêm cho nó ngập măng nha các bạn. Rồi mình để nửa tiếng. Để khoảng nửa tiếng rồi mình vớt ra. Măng mình ngâm giấm được rồi nha các bạn. Giờ mình vớt ra rổ. Mình để cho nó ráo. Có nắng thì mình đem phơi nắng, còn không có thì mình để ráo. Giờ mình để đây cho ráo nha các bạn. Giờ mình chuẩn bị đi nấu nước muối. Giờ mình chuẩn bị bắt nồi nước lên. Mình cho 2 muỗng muối, 2 muỗng rưỡi đường. Mình nấu cho sôi cho tan muối đường ra nha các bạn. Rồi mình để nguội. Nước nó gần sôi này nha các bạn. Để cho nó sôi lên rồi nó tan muối đường hết rồi mình mới được. Mình để đây cho sôi rồi mình chuẩn bị ớt tỏi rồi nha các bạn. Ớt tỏi mình chuẩn bị rồi, mình để ráo rồi mình sắc ra rồi nha các bạn. Sắc ra tỏi, ớt, ớt trái, ớt khoanh thì mình sắc ra hết rồi nha các bạn. Nước giờ nó sôi vậy là được rồi nha các bạn. Mình để tắt bếp, mình để đó cho nó nguội rồi lát mình nhận măng. Giờ nước nguội rồi các bạn, giờ mình chuẩn bị mình ngâm măng nha các bạn. Chế nước vô hũ. Rồi mình để măng vô. Giờ mình bỏ vô hũ xong rồi nha các bạn. Giờ mình gài nắp lại. Một tuần là mình có thể mình ăn được rồi. Nếu mình ăn chua thì mình để lâu hơn. Nên mình làm xong hũ măng nhận chua rồi các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn.